Lên hàng nha anh em. 1 giờ chiều. Con đã chìm một con nè anh em, mà to chìm lắm nè. Form đẹp đó nè. Đây gọi là con mới lớn luôn nha anh em. Nè, cái mặt chưa thay luôn anh em. Mày không coi mặt nét đâu. Con này đầu to lắm nha anh em. Đầu to, chân lùng bự nè. Đây anh em. Con này gáy ba tà nhanh nha anh em. Đợt trước xuống một lần là nó mới nổi nó không vô. Đợt này me nó. Đây anh em. Anh em thấy chim con nhìn mặt nét đâu. Đó, cái mặt nó lì lại luôn á. Con này lì chim nghe anh em. Con này đầu bự nghe anh em ơi. Hai bên cương thẳng đẻ lắm. Đây anh em. Anh em dòm chim lì không? Chim con mà bự khiếp anh em. Bự mà đều chim nha anh em, chứ không phải là kiểu bự không. Đây anh em, lông đuôi còn chim con luôn rồi, chưa ra luôn nè anh em. Đó. Cái mặt còn chim con chưa thay luôn mà. Mà anh em nhìn nó hì hợm cả đây nè. Ok, chào anh em nhé. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ.